chào mừng anh chị em đã đến với kênh uh, Mr Jin Pro Vlog một kênh uh, chuyên về những kiến thức về tài chính những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chơi và luyện tập à, tôi rất mong rằng là những kiến thức những công cụ mà tôi hỗ trợ cho chúng ta tôi uh, có gửi đến chúng ta và tôi có chia sẻ có những cái có phí và có những cái không phí và có những cái là miễn phí vô thời hạn có những cái là có ít phí thì uh, mong rằng là những cái điều đó giúp ích cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm một cái kênh thu nhập thụ động thật sự anh chị em ha rồi thì à, cũng theo như cái buổi chia sẻ của thứ bảy hàng tuần thì xin chia sẻ hôm nay là cái kiến thức về code dành cho những anh chị em nào đam mê code viết những con robot thật là nhanh và 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 đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể viết được không nhất thiết phải quá khó khăn như là chúng ta thường nghĩ anh chị em ha đó thì à, đôi lúc những cái con đó mà chúng ta đi thuê những cái nhà lập trình viên này kia chúng ta sẽ viết rất là tốn tiền anh em ha là có những con à, là nếu chúng ta viết đơn giản thôi nhưng giá cả ngàn đô này kia À, tôi từng giảm à, hỏi hỏi thử một vài người thì giá rất là cao thì à, tùy thôi anh em nhé cho nên là chúng ta cần phải biết một chút thì chúng ta biết chỉnh sửa tốt hơn khi mà chúng ta ra một chiến lược thì chúng ta có thể chỉnh sửa này kia trong quá trình mà chúng ta chơi thì điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm một cái chiến chiến thuật à, hợp lý anh chị ha thì à, theo như chuỗi mql 5 của tuần trước hôm à, tuần trước tôi có ra là nến doji anh chị em là chưa xem thì xem lại nhé và tuần uh, trước nữa thì tôi có ra là uh, lập trình theo nến đó, anh chị em mình có thể xem luôn tại vì đây là những cái bài đầu tiên của mql 5 anh em ha đó thì tương tự nó theo cái chuỗi series của bài của mql 4 thì anh chị em là chưa xem uh, mà muốn có mql 4 thì có thể xem lại cái của mql 4 anh em nhé thì anh chị em chỉ cần vô trong danh sách phát và và tìm đến cái code mql 4 là sẽ có anh em hai danh sách phát rồi right. Đấy, có MQ quy là4 là sẽ có luôn anh em ha đó và sẽ có một cái chuỗi là có MQ là năm thì à, hôm nay là tiếp tục một bài thứ ba của có MQ là năm và bài thứ ba này chính là bài nói về nến pin ba anh em ha đã nói về nến đến pin ba thì à, lập trình nhanh nến pin ba nhân hôm nay thôi rất là đơn giản khi mà chúng ta à, biết lập trình hoặc là biết sơ sơ hoặc là thậm chí không biết mình cũng cảm thấy nó đơn giản luôn đó đôi lúc chúng ta không biết chúng ta cảm thấy còn đơn giản hơn là khi mà chúng ta biết lập trình rồi chúng ta thấy nó chúng ta tưởng tượng là phức tạp nữa thì bây giờ chúng ta vào cái việc mà chúng ta lập trình nến pin ba thế thì nến pin ba là cái gì thì à, uh, thì tôi nói sơ nến pin ba nha anh em thì nến pin ba của nó rất là đơn giản thôi nến pin ba là một cái nến mà mà cái nó có một cái bóng rất là dài và thân nến rất là là nhỏ thì được gọi là nến pin ba à cái này thằng nến này cũng hơi bự đấy nhưng mà nhỏ hơn nữa là tốt à, thì nhiều anh em gọi là nến hâm mơ nến búa nến gì thì bung tung thì kiểu kiểu nó như vậy luôn thì chúng ta có thể hiểu nôm na như vậy cho nó dễ hiểu anh em nhé sâu hơn thì nó sẽ có một chút khác nhá À, xuất star này kia vân vân thì chúng ta nghiên cứu sâu hơn thì tạm thời chúng ta chỉ nói đơn giản đây là những cái pin cái pin ba anh em ha, đó những cây mà cái thân cái 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 cái, cái bóng nến rất là dài và và cái thân nến rất là ngắn. Thật ra nói như vậy là để làm gì? Là nó nói đến cái tâm lý giá anh em, hành động giá đó. Cái tâm lý giá có nghĩa là ví dụ như đang là lực xeo rất là mạnh mà tự nhiên là thằng ba đẩy lên. Thì đây là thể hiện một cái một cái sự đảo chiều khá lớn, anh em ha. Thể hiện một cái sự đảo chiều khá lớn. Nói về tâm lý thôi nhá, nói về sự đảo chiều khá lớn thì khi mà gặp một cái pin thì chúng ta có thể tăng lên được. À, trừ khi là bị nhão nha à, thì đây là một trong những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ được để chúng ta vào lệnh thì khi mà nó nén giá như này này nó nén 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 nén, nén chỗ này mà nén càng mạnh nữa càng tốt nó nén có nghĩa là nó không cho phe về 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 đến đóng cửa là nó không cho phe à, phải bán thắng luôn thì lúc đó còn mạnh nữa thì tạm thời đây là một kiểu của cây pin ba thì tám và thì lập trình chúng ta như thế nào thì rất là đơn giản à, cũng giống như doji thì bây giờ chúng ta lập trình đến pin ba theo kiểu là chúng ta chỉ lập trình là cái bóng nến anh em à đó anh em nào chưa xem lại bài doji thì xem lại bài doji nhá tôi sẽ lấy đúng cái bài doji này tôi đi lên nến pin ba cho anh chị em mình xem ha đó thì à, tôi đã có lập trình rồi nhưng bây giờ tôi sẽ làm lại một cái nữa anh em ha và copy ra luôn cần rôn để anh em mình biết là làm là đi lên từ cái file này luôn và tất cả cái file này tôi đều miễn phí cho anh em nhé hoàn toàn là là free hết cho nên ai đó mà bán này kia là chúng ta phải tuyệt đối là không có tin nha Chúng ta cứ vào kênh telegram của mình và đào về thoải mái miễn phí trọn đời Anh em mình có thể lấy thoải mái vào lệnh thoải mái Anh em mình test chiến thuật này kia được luôn này mà AS5 được gọi là file chạy file robot còn MQ5 là file lập trình để chúng ta muốn một chút vọc vọc và sờ mó này kia anh em ha rồi bây giờ thì uh, cần trôn C và cần trôn V đó, 3 bát tại chỗ và tôi sẽ lưu nó là là tập 3 nhé anh em đến bin 3 đó, bin 3 anh em ha đấy bin 3 pin bin 3, à, 3 like trực tiếp luôn nha trực tiếp để chúng ta uh, học làm theo luôn đó tập 3 nến pin 3 ok ha, anh em đó và tôi lấy đúng cái tập 3 đó ra tập 3 pin 3 đâu mới làm đây đây tập 3 anh em nhé đấy và tôi lấy đúng cái tập đến đôi vừa rồi không khác gì nhá hai tập này không khác gì hết đó này nha không khác gì luôn vậy thì bây giờ chúng ta làm cách nào để lập trình được nến pin 3 thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy này à, rất đơn giản là chúng ta chỉ cần tính cho tôi được cái bóng nến mà thôi À, bóng nến tôi giả sử tôi lập trình đúng cái nến pin ba này đi à, bây giờ tôi lập trình một chiều thôi nhé lập trình một chiều thôi để chúng ta làm chiều ngược lại anh em á đó làm chiều ngược lại ví dụ chúng tôi muốn lập trình nến pin ba thì đầu tiên chúng ta khai báo những cái biến à, trước đi khai báo được gọi là biến à, bóng dưới đi à, tuy nhiên là mình dùng tiếng anh đi cho nó oai xíu nha sa à, shadow đi sa là cái bóng đấy anh em anh em muốn dựa tiếng việt thì gọi nha đấy bóng à, bóng dưới đúng không à, bóng nến dưới đây đấy bóng nến bên dưới bên dưới được gọi là lower anh em ha đấy bên dưới đó ok nhá đấy anh em mình muốn thì làm thêm một cái biến nữa là ở trên đấy bóng nến ở trên bóng nến ở trên là upper đó anh em ha đó thì chúng ta khai báo hai cái biến này trước thì đầu hôm nay tôi làm trước cái thằng này lower này cho anh em ha thì cái bóng nến dưới thì chúng ta lập trình như thế nào thì cũng như cái thằng body này mà thôi chứ không khác gì hết đó, chúng ta có bát mà thôi nha cần trên c giống như cái đôi gì vậy đó anh em cần trên v và chúng ta sẽ lập trình đây là pin ba khi mà chúng ta xịt xịt như này anh em là chúng ta chỉ ghi chú thôi nhé chứ hoàn toàn nó không có chạy nhé cái dòng này đó và body hả À bây giờ chúng ta đã có, có khai báo ở trên rồi thì chúng ta không cần double đây nữa anh em nhé, không cần double nữa. À khi nào mà chưa khai báo mà chúng ta muốn khai báo bên trong thì chúng ta mới ghi. Anh em ha, đó. Thì ở đây chúng ta lập trình như sau. Đấy, Ctrl Z. trên C, đó. Giả sử bây giờ tôi muốn lập trình là cái nến cái bóng dưới. Cái bóng dưới anh em ha. Đấy, thì cái bóng dưới là ở đây nó có một vấn đề đó là chúng ta phải phải biết đó là nến nào phải biết nó là nến đỏ hay nến xanh chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có một cái hàm hàm nến đỏ nến xanh nữa đây chúng ta đã có sẵn cái hàm ở đây anh em nhé đó nến à. bây giờ giả sử nó là nến đỏ thì ở đây chúng ta phải íp nè íp nha đó íp và mở ngoặc đóng ngoặc đấy chúng ta cóp vào cái phần đó vào có nghĩa là nếu như nến một của chúng ta là nến đỏ anh em ha đấy thằng này chưa dùng thì từ từ à, xíu chúng ta có bát sau anh em đó nếu kéo ra xa chúng ta thấy rõ, rõ, rõ xíu nha đó rồi thứ nhất là nếu nếu như cái nến của chúng ta là nến đỏ nến thứ nhất á Nhá. À, cái bài này thì chúng ta xem lại bài một ra nếu nến nhất của chúng ta là nến đỏ thì cái bóng dưới của chúng ta sẽ bằng chúng ta không cần cái thằng này đấy, không cần cái mắt này thì bóng dưới của chúng ta sẽ bằng chúng ta sử dụng là cái y hai anh em nhé y hai đó y hai đấy y hai đó nó cho chúng ta là cái giá trị cao nhất của cái nến đó và cần cái symbol tham ram và thứ tự nến thì ok y chang à ok nha giá yeah, y 2 à, xin lỗi bóng dưới mà à, sorry 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 bóng dưới thì chúng ta phải cần là y à, chúng ta thấy cái đóng nến không bóng dưới chúng ta cần là tính từ cái giá đóng cửa này cho nên là đây là phải là y close đấy y close à anh em nhá y close và trừ cho cái giá thấp nhất của nó mà giá thấp nhất của nó thì chúng ta dùng là y low à, đó đơn giản vậy thôi nè à, vậy là chúng ta đã xong được cái bóng nến dưới nếu nó là nến nến đỏ anh em nhé đấy vậy thì nếu nó là nến xanh thì sao nếu nó là nến xanh thì sao thì chúng ta làm nhé. chúng ta thử làm luôn đấy nếu nó là nến xanh à, nến xanh nến xanh là mình có ghi nó là blue anh em nhé blue chúng ta trong quá trình lập trình chúng ta hoàn toàn có thể ghi tiếng việt ở đây nha anh em à, nếu cái hàm này tiếng việt thì chúng ta làm tiếng việt thế thôi đơn giản chúng ta muốn dùng tiếng latin tiếng nga tiếng gì ở đây cũng được miễn sao là đúng ký tự là được đừng có dấu nha có dấu nhiều lúc chúng ta gọi thì sai xác suất nó sai chứ còn à, nó đúng các các cái từ là ok hết rồi nếu mà đến xanh thì cái bóng dưới của mình là giả sử đây đến xanh thì chúng ta hiểu bóng dưới nè bóng dưới nó không còn là là là, là giả sử một cái nến xanh này đi à, bóng dưới thì phải là giá mở cửa trừ cho cái giá kia cho nên nếu đến sân thì đây chúng ta chỉ cần là e open mà thôi, đổi thành e open là được. Đó, open. Đấy, ok nha anh em, rất là đơn giản như thế. Đó. Rồi ok, còn anh em nào muốn lập trình đến à, bóng trên nữa thì chúng ta chỉ cần à, lập trình vô ngay đây luôn. Tại vì nó có khác nhau giữa kia, đó, lập trình vô ngay đây luôn. Đưa này vào. Ctrl niche. Đấy, ta đưa ông nội này vào. Đó, chúng ta đưa ông đội đó vào đúng không anh em Rồi, thậm chí là chúng ta làm thêm một cái y chang Nhưng mà là bóng trên Tôi làm sẵn làm luôn này, anh em nha đó, Làm luôn cho anh em đỡ cực Đó, ok anh em nhé. Đấy, rồi giả sử bây giờ tôi làm là Là bóng trên luôn đó, Làm luôn bóng trên Đấy, Bóng trên này, anh em nha Bóng trên là upper đó, Thì bóng trên của chúng ta Bóng trên giả sử đây là đến đỏ nha Thì bóng trên của chúng ta chính là bằng giả y2 y hai y hai mà trừ cho cái y nến đỏ ha nến đỏ là thằng này là né giá mở cửa nè cho nên là trừ cho cái y open đó y open em ha đấy tôi lập trình y chang như một năm trước là hơn một năm trước tôi làm với là bốn khác hiện em ha đó cho nên tôi mới nói là chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi từ mql bốn sang mql năm vô tư khi mà chúng ta có kiến thức rồi là chúng ta nghiên cứu thoải mái nè ha đó tương tự thôi thì à, bên đây cũng vậy chúng ta cũng sẽ lập trình à, y chang đúng không đấy y chang cho thằng nến nến xanh à, không khác gì hết anh em mình cứ bút thôi đó đấy. À, đây chứ đó cần trên v đấy rồi à, nếu nó là upper mà nếu nó là nến xanh thì nến xanh đấy Tức là chúng ta chỉ cần là dùng Y2 mà trừ cho thằng này là giá đóng cửa thì là Y close chúng ta chỉ cần làm đúng những điều này thôi chứ không có gì hết Đó rất là đơn giản anh em nha Rồi và chúng ta đã tìm xong cái bóng Đó thế thôi Vậy là chúng ta đã có xong được cái bóng rồi Vậy thì nhiệm vụ chúng ta làm gì với cái bóng này Làm gì với cái bóng đấy Chúng ta xóa luôn cái full candle này được rồi Đó Thì rất đơn giản chúng ta làm giống như Doji vậy anh em Vậy thì để định nghĩa nó là nến pin ba Nến pin ba thì rất đơn giản là cái bóng này Nó phải chia cho cái tỷ lệ cái thân Nó phải là đạt tỷ lệ như thế nào đó, đó Lớn bao nhiêu đó Thì rất đơn giản thôi Bây giờ thay vì chúng ta nói nó là doji nhá đó là doji thì chúng ta chỉ cần làm cho nó một cái thân anh em mình đây là doji nhá anh em mình muốn thì hoặc pin ba vào đó, anh em mình muốn sử dụng doji bây giờ tôi không tính anh hợp anh em rối tôi xóa đi cái 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 doji à Bây giờ thì tôi chỉ cần làm y chang mà làm cho pin 3 mà thôi. Đấy, anh em nhé, làm cho pin 3 mà thôi. Cái này là lệnh gì đây? Lệnh là xe đúng không? Lệnh sale mình làm cho lệnh buy trước đi, cho là có cái hình đây mình dễ thấy. đấy mình làm cho lệnh buy trước. À, rất đơn giản thôi anh em. À. Đấy. Rồi, Vậy thì điều kiện của pin 3 là gì? Là cái thân nến của mình cũng là rất là nhỏ Hoặc là nhỏ vừa vừa thôi Thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể sử dụng cái này nhé Sử dụng cái Epsilon Body này luôn Tuy nhiên chúng ta có thể khác với đôi gì ở chỗ là chúng ta có thể nâng cái tỷ lệ Epsilon Body này lên Đó, cho nên chúng ta hoàn toàn sử dụng luôn nhé Đó, sử dụng luôn Đó, cái Epsilon Body này có thể lớn hơn Đó, tôi có nói rõ chỗ này nha Nói rõ cho chúng ta biết luôn Chúng ta sử dụng luôn cũng được Sử dụng ké luôn Sử dụng luôn đó, đây là trendline sang tiếng Việt nha Sử dụng luôn cái epsilon đó luôn đó, Epsilon body luôn đó, Tuy nhiên là à, Tuy nhiên Là à, Epsilon body đó phải lớn hơn đó, đó Lớn lên tí đúng không Chứ đừng có như Doji, Doji thì mình cần rất bé Nhưng mà thằng này thì lớn hơn lên tí Thì lớn lên tí thì do chúng ta đây là nhập đã biến input rồi Thì chúng ta nhập vô tư Để Chúng ta kéo lên input chúng ta nhập gì nha đây epsilon body đây chúng ta nhập là 10 boy đúng không anh em à, đã nhập 10 boy thì bây giờ epsilon body này nè chúng ta có thể nhập là khoảng uh, 10 boy là tương đương có một bit à thì chúng ta có thể phong phanh thì sản phẩm nhá chúng ta có thể song xanh là chúng ta có thể nhập là là cho 3 bit đi chẳng hạn đã tùy vào chúng ta chơi cái chu kỳ nào nhá ví dụ chúng ta đang để chặt h Ngô thì đó thì cái body nó sẽ lớn hơn một xíu đó, ví dụ vậy đó chúng ta có thể lớn hơn đó rồi thậm chí là cái tỷ lệ doji này chúng ta dùng luôn. Bây giờ chúng ta thay vì tỷ lệ doji chúng ta thay nó bằng là tỷ lệ tỷ lệ bin ba thế thôi. Anh em à Đó. Chứ không khác gì hết. Đấy, thay nó bằng tỷ lệ bin ba là xong. Đó. Đấy, anh em muốn để doji thì để lại doji còn không thì làm thêm cái bin ba nữa. Bin ba nữa. Đấy. Thì tỷ lệ bin ba này thì thật ra không cần nhiều. Đó. chỉ cần là năm thôi đúng không 5.0 5.5 gì đó tùy do mình khai báo biết double cho nên là là kia rồi chúng ta chỉ cần nhập ở đây chữ bin 3 nữa là khi nó ra bên kia là nó ghi tỷ lệ bin 3 nó trên lay like, sang tiếng Việt cho chúng ta là nhớ làm giống tôi là nó hiện ra rất đẹp rồi khi mà chúng ta làm như vậy rồi thì chúng ta chỉ cần nhập vào đây rất là đơn giản cái body thì chúng ta dùng ké của thằng của thằng uh, Doji còn cái uh, về bin 3 này đây là sẽ bin 3 này bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ bin 3 như sau bin 3 đúng không uh, thứ nhất là do mình đã nói là cái nến một của chúng ta đang là nến blue, à, blue nha giả sử vậy. Bây giờ chúng ta không xét cái này luôn, không xét này luôn, quên nó đi, à, quên nó đi. Bây giờ chúng ta không quan tâm đến một là nến xanh này nến đỏ, biến là pin ba chúng ta mút, đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm là đến hai đỏ, đến ba đỏ, đến bốn đỏ, hai đỏ, ba đỏ, bốn đỏ gì đó, đúng không? Nè, trước đó đỏ nè, hai, đây. À, giả sử bây giờ chúng ta đang ở đến này nha anh em, đó, bắt đầu thì giá mở cửa này, đến một đỏ nến một không quan tâm đến một chúng ta không quan tâm nó có thể xanh hoặc đỏ à đến hai đến ba à về đến hai đến ba đến bốn đều đỏ ok nhá à, và chúng ta không quan tâm đến một luôn à để chi để chúng ta không quan tâm chúng ta không cần chúng ta trên đây chúng ta đã có được khai báo này rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta rất là đơn giản nè nhiệm vụ của chúng ta là phải có một cái nến như thế này ví dụ vậy muốn có một cái nến này thì còn cái việc là cái thân của nó xanh hay đỏ mình không quan tâm thế thì chúng ta chỉ cần làm là cái tỷ lệ bóng dưới nha cái tỷ lệ bóng dưới mà cái bóng dưới của chúng ta là chúng ta vừa khai báo xong Đó là cái xa đào candle đồ đúng không? Sa đào candle lower này Đó này em nhé Đấy Mà chia cho cái body Phải lớn hơn cái tỷ lệ pin ba lớn hơn cái tỷ lệ pin ba ok không? Thậm chí là cái body nó bằng không càng tốt đó, anh em xem lại bài doji tôi nói nhá Body nó bằng không càng tốt Đó đi bằng không liên quan đến cái doji luôn rồi Anh em nhé Đó đúng đến doji luôn rồi Thôi chúng ta không cần Đấy, bỏ đi đó. Thì thông thường là nếu body bằng 0 Nếu body bằng 0 thì nó phải thỏa mãn này đấy không? Nếu body bằng 0 Chúng ta thêm cái này đi Nếu body bằng 0 là chỉ cần cái xa đào nữa Và và cái đi đấy, Chúng ta vẫn có trường hợp body bằng 0 Và cái thằng này nó rất là dài Anh em nhé Đó, và chỉ cần cái xa đào này lớn hơn à, Xa đào lower này Đúng không? Lớn hơn bao nhiêu đấy? Lớn hơn... À, À, lớn hơn một cái tỷ lệ epsilon nào đó thôi là được rồi nhá à, chỉ cần lớn hơn cái thằng này thôi là được đó. tùy thôi tùy chúng ta có thể mặc định vào đó một cái giá trị nào đó anh em nhé ví dụ như lớn hơn bằng là mười bit đi trăm à, bit chẳng hạn vậy đó ví dụ thế đó mười boy mười bit là một boy đó ship ship sao ship gạch boy đó. đấy ok nào nhé đấy chúng ta chỉ cần làm như vậy thôi là cũng đủ để à, bấm coi có lỗi không nha đấy không lỗi nha xong đó vậy là nhiệm vụ chúng ta xong đó vậy là tóm lại là chúng ta đã làm xong một cái nến pin ba cho chúng ta à, bài toán bài bài đến đây là kết thúc vậy thôi rất là đơn giản rồi vậy thì chúng ta thêm một hôm nay tôi muốn nói anh em là lỡ chúng ta muốn sử dụng cả hai thằng này thì sao hoặc là doji hoặc là pin ba luôn thì sao đó nếu vậy thì chúng ta nên uh, nên nên làm tách biệt này ra nha Đấy, body, uh, epsilon body Cái này là cứ để đo gì đây ha Đó, Bây giờ chúng ta làm thêm một cái body Nhưng mà là body của bin ba Đúng không? Epsilon của pin ba Nha uh, Epsilon của pin 3 à, Để cho nó tách biệt ra Mà cộng nó dính dính như nhau mệt Làm nha Đó Ok, thằng này thì cứ để 10 đó ok thì đó là cái cái phân biệt cho chúng ta thôi epsilon bin ba về ở đây mình mình epsilon bin ba nhá epsilon bin ba ok đấy vậy thôi à, chúng ta có thể có thể sử dụng luôn epsilon của đôi gì nếu chúng ta muốn nếu đỡ khai biến thì chúng ta cứ làm một cái thôi đó thì bây giờ tôi giả sử chúng ta là tôi vừa muốn sử dụng cái cái của doji mà vừa muốn sử dụng của bin ba được hay không thì hoàn toàn được nha anh em đó, được là được thì chúng ta lập trình như thế nào thì hôm nay tôi nâng cấp lên cho anh em một chút nè muốn được thì rất đơn giản thôi chúng ta chỉ cần mở thằng này ra à, mở thằng này ra như vậy được chưa anh em nếu chúng ta làm như vậy thì gần như có thể là không được có nghĩa là nếu nói như vậy có nghĩa là nó phải vừa thỏa đôi dây và vừa thỏa pin ba như vậy nó không hợp lý thế thì bây giờ chúng ta làm sao để được thì một cách làm rất là đơn giản như sau à một cách làm rất là đơn giản như sau nha anh em à, ta sẽ làm cho chúng ta đơn giản như sau nè đó có nghĩa là chúng ta phải thỏa mãn là hoặc hoặc là bin ba hoặc là doji cho nên chúng ta phải đóng hoặc ở đây một cái lại đúng không đóng hoặc lại điều này là nó thỏa cho chúng ta là doji đúng không đó rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa thằng này vào đây đó, tại sao tôi đưa vào thì tại vì nguyên cái đóng này nè là thể hiện bin ba nguyên cái đóng này là thể hiện uh, doji đúng không cho nên bây giờ tôi cũng đóng mặt thằng này lại một cái nữa đây này nhá, đây là những kỹ thuật thôi, đóng ngoặc lại và ở đây chúng ta đóng ngoặc lại cái nữa. À. Nha. Đây chúng ta đi vào đây coi là cái cái chỗ này là đã đóng ngoặc đầu. Chúng ta thấy nó đậm đậm không? À, bên mờ quy là 5 này bực hay, hơi hơi bực cái này này. Bên kia là nó hiện nó chú tô luôn, bên này nó không tô. À, có thể chỉnh được nhưng mà lười chỉnh. Đó, nó hiện dấu đậm đậm này nè. À, có nghĩa là nguyên cái đóng đó. Thì nguyên cái đóng đó được gọi là pin ba Tuy nhiên là chúng ta muốn là hoặc doji hoặc ba thì chúng ta phải làm như sau, đó là chúng ta mở ngoặc thằng này một cái nữa. Đó, mở ngoặc này cái nữa nha. Đấy, mở ngoặc này này cái nữa và đóng ngoặc thằng này cái nữa. Đó, nhiều ngoặc của chúng ta thấy rối. Những cái ngoặc này chính là cái ngoặc ở trên đây. Đó, anh em nha, ngoặc này chính là ngoặc ở trên đây, nhìn kỹ là thấy nó đậm đậm hơn. Đó. Và cái chỗ này này anh em, cái chỗ này á là hoặc. Đấy, hoặc. Đây, tôi sẽ xịt vô trong để chúng ta hình dung rõ hơn đó có nghĩa là hoặc là doji đã hoặc doji này để chúng ta thấy à hoặc là doji hoặc là binh ba đều được à doji binh ba đều được thì chắc đó là cách mà lập trình của chúng ta thôi đó là logic lập trình và chúng ta bấm thì coi đúng không nha đấy không lỗi à chúng ta lập trình chuẩn như vậy là không bao giờ có lỗi Ok nha anh em Rồi bài tắm lại thì hôm nay tôi đã kết hợp cho ông ta là vừa bài Doji vừa bài pin ba. À, tôi vừa làm vừa giả cho nên lâu Nhưng thật ra khi chúng ta làm thì chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút và làm là rất đơn giản thôi à, Nhanh chóng thậm chí tầm trong vòng 2 phút đã ra được một bài như thế này rồi Anh em ha Đó Thế thì tương tự cho bài Tương tự cho cái thằng thằng thằng, thằng đến kia thì chúng ta chỉ cần copy bát lên Đấy. Copy lên và đưa lên Anh em ha Đó À, thậm chí tôi nhắc anh em luôn nhé lỡ như ở đây nó có một cái pin ba ngược tức là thằng này ở trên thì uh, thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được để cho một số đảo chiều vẫn có tình huống đó nha anh em thì tùy vào cái phong cách lập trình của chúng ta thôi hoàn toàn vẫn có thể có Nếu chúng ta cảm thấy là cái biểu búa ngược của chúng ta mà mà cũng có khả năng đảo chiều thì chúng ta làm luôn còn nếu không thì thôi anh em ha à? à, nếu không thì thôi à, ok bây giờ chúng ta dừng cấp copy lên đây thôi cần đồn về ví dụ thế rồi cái body đúng không nhá body và full candle lớn hơn tỷ lệ bằng 0 ok vậy thằng này là đúng cái body này nhá đúng cái body của epsilon ok ha à và chúng ta cũng bỏ thằng này đến đỏ đi Nến một bỏ đỏ đi không cần thiết chúng ta làm ngược lại thôi á sẵn tôi làm luôn cho chúng ta thôi à, sửa rất đơn giản có bát thôi mà rồi doji ok bây giờ chỉ thằng thằng này thôi bin ba tỷ lệ bin ba đúng rồi thằng này chúng ta chỉ cần là shadow upper đó sau là Uber này chia cho body lớn hơn hoặc bằng cái tỷ lệ pin ba thằng này à, lớn hơn à, rồi hỏi sống đấy là chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh buy à ở à đây thực hiện một cái lệnh sell anh em nhá là nó đạp xuống đó đạp xuống là thực hiện một cái lệnh sell còn dưới đây chúng ta thực hiện một cái lệnh buy này chúng ta thực hiện một lệnh buy nè đó Ok nha anh em rồi Vậy thôi thì buổi lập trình đến đây là kết thúc Thì à, phần test tôi không test nữa Anh em mình về test tiếp nhé Chúng ta test y chang vậy thôi Còn có sai gì thì chúng ta sẽ tự test lỗi à, Từ uh, tín hiệu này kia vân vân Chứ còn cái này quá quen thuộc rồi Khả năng sai là khó lắm anh em Quan trọng là sai không là do mình uh, Tư duy lập trình mới ban đầu rồi này nè Đó. Ok anh em nhé Bye bye, chúc anh em mình à, thật sự thành công và có một à, buổi thứ bảy à, lạc quan hơn và mạnh mẽ hơn để chúng ta chống dịch anh chị em nhé và cố gắng ở nhà để chúng ta luyện những điều này thật là đơn giản anh em ha. À, anh em mình cứ nghe tôi nói đi rất là đơn giản. Nếu anh em nào mà không làm được cứ copy paste cho tôi rồi về làm nghiên cứu tại sao ông quỷ nữa làm, làm này làm này làm này vân vân ví dụ vậy. Rồi giả sử mình đổi thành dấu và thì có sao không? Thì nó không vào lệnh thôi hoặc là nó khó vào lệnh thôi. À, vân vân thì chúng ta sẽ thấy được cái cảnh của nó thấy được là mình sửa lỗi như thế nào như thế nào như thế nào ok anh em nhé thì đó là cái bài hôm nay tôi xin chia sẻ chị em mình đó là bài về nến pin ba kết hợp với à, là nến doji luôn và chúng ta có thể hoặc luôn anh em càng ngày chúng ta càng nâng cấp lên cái bài của chúng ta đó thì chúng ta cứ xem những cái lập trình của tôi những bài nhỏ 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 như vậy dần dần chúng ta về cái thực hành thực hành thực hành là sớm muộn gì chúng ta cũng thành pro thôi anh em ok anh em nhé bye bye chúc anh em thực hành thành công và mong anh em là anh em nào lần đầu tiên ghé đến kênh thì xin hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé chia sẻ cho mình thật nhiều và anh em nào đã đăng ký rồi thì xin chia sẻ thật nhiều comment thật nhiều những gì mà anh em mình muốn tôi chia sẻ bye bye